Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19. Sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19. Trong phần tin quốc tế, trong khi số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục gia tăng, châu Âu đang là ổ dịch lớn nhất của thế giới. Trong đó đáng lo ngại là số nhân viên y tế nhiễm bệnh cũng tăng lên hơn 20.000 người. Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày 30 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, bảo đảm chiến thắng đại dịch này. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia. Đến nay đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội. Bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ trung ương tới cơ sở, biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban bộ ngành trung ương, sự vào cuộc kịp thời tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn. Toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm. Mỗi cơ quan đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng chống dịch, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước, ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa. Trong cuộc chiến phòng chống dịch, ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức cá nhân cũng như cuộc sống hàng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước,
sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng, nỗ lực, hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong chỉ thị, Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị ngày 27 tháng 3 vừa qua và tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Bút Hà, tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch, đồng thời tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh, triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này. Trong đó, thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 vừa qua, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Trong chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại, sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại nhà hoặc cơ sở lưu trú. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Đi cùng với tăng cường tổ chức họp trực tuyến, người đứng đầu chịu trách nhiệm
về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố được Thủ tướng giao chỉ đạo cơ bản dừng lại hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Bộ Y tế cũng được giao đề xuất cụ thể cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo. Ngay trong chiều nay 31 tháng 3, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 892 gửi các sở ban ngành cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung cao độ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đã đề ra. Nhất là chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ các chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục quyết liệt rà soát các trường hợp tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và các vùng có dịch khác để áp dụng các biện pháp phù hợp. Tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các vùng có dịch và các ổ dịch khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế lập danh sách những người đang ở trên địa bàn tỉnh có liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện yêu cầu cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú. Các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế, có quy định chặt chẽ về việc tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức sắp xếp cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây chéo. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, không được rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 893 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo tỉnh về việc tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện cách ly y tế đối với các đối tượng trở về từ vùng dịch, bệnh viện Bạch Mai và thành lập tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, điều tra dịch tễ toàn bộ những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến nay để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Thực hiện cách ly y tế tập trung, bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị đã khỏi bệnh, đã trở về Tuyên Quang. Người đưa đón, phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt lưu ý đối với người đã từng đến căng tin của bệnh viện. Học viên thực tập, học tập tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối với những trường hợp bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị bệnh ổn định được chuyển về Tuyên Quang để tiếp tục điều trị, thực hiện cách ly tại bệnh viện. Những người làm việc tại công ty cung cấp suất ăn Trường Sinh. Thực hiện cách ly tại nhà với những đối tượng đã tiếp xúc với nhóm đối tượng tại văn bản này. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ giám sát việc phòng chống dịch COVID-19. Tổ giám sát cấp xã, phường, thị trấn, thành phần Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng, trưởng công an xã và trạm trưởng trạm y tế xã là tổ phó, tổ viên gồm công an viên và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn. Nhiệm vụ của tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, lập danh sách tất cả những người đến địa phương và con em người địa phương từ các nước và các địa phương có dịch trở về báo cáo tổ giám sát cấp huyện, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện để thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch theo quy định. Tổ giám sát, tổ dân phố, thôn bản, thành phần tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn bản, công an viên và một số đại diện khu dân cư làm tổ viên. Nhiệm vụ của tổ giám sát. Tổ giám sát phải nắm được danh sách tất cả người của địa phương đang ở nước ngoài và ở tỉnh khác, vận động
các gia đình trên địa bàn có trách nhiệm khai báo với chính quyền trước khi con em hoặc người thân trở về địa phương, báo cáo về tổ giám sát cấp xã. Yêu cầu tất cả khách đến, người địa phương từ nước ngoài và các địa phương khác trở về phải thực hiện việc khai báo y tế, lập danh sách, tổng hợp báo cáo tổ giám sát và ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các đối tượng, triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, công tác cách ly tại nhà với nhóm đối tượng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thực hiện cách ly đối với những trường hợp bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị bệnh ổn định được chuyển về Tuyên Quang để tiếp tục điều trị. Theo dõi tổng hợp báo cáo chung tình hình thực hiện nội dung chỉ đạo tại văn bản này trên địa bàn tỉnh và tham mưu đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tổng hợp báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có công văn số 896 gửi các sở ban ngành cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thực hiện chỉ thị, tập trung thông tin tạo sự đồng thuận tin tưởng và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nhân dân, kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức rà soát cập nhật phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng chống dịch cao nhất. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường các hoạt động trực tuyến, rà soát đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính, có chế độ làm việc phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm việc tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Giao trách nhiệm, Sở Y tế tập trung tăng cường các biện pháp giám sát, lấy mẫu kịp thời để xét nghiệm nhanh các ca nghi ngờ, quan tâm tập huấn, nghiệp vụ, phát đồ điều trị cho lực lượng y tế, kể cả cho cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Đảm bảo trang thiết bị, trang phục phòng hộ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, huy động lực lượng y tế để tham gia phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải có giải pháp giãn cách, giảm mật độ vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe bus, taxi, thực hiện nghiêm việc tạm dừng xe chở khách hợp đồng 9 chỗ trở lên đi về Hà Nội, áp dụng chặt chẽ việc kiểm tra y tế và các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo không đúng, không chấp hành cách ly, xử lý những trường hợp bịa đặt làm ảnh hưởng tâm lý người dân. Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố tiếp tục phát huy cả hệ thống chính trị, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch, chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây. Đề nghị mọi người dân khai báo y tế và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ, có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn. Khẩn trương thiết lập hệ thống, chỉ đạo điều hành của các địa phương, theo dõi diễn biến phòng chống dịch và điều trị bệnh của từng địa phương, sẵn sàng mọi điều kiện, nhân lực, phương tiện, khu cách ly tập trung, lương thực, thực phẩm cho mọi tình huống, đảm bảo ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch. Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản này, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Y tế tổng hợp theo quy định. Theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ thực hiện việc cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Chỉ thị này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo chỉ thị, sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.
Nhận được thông báo từ chính phủ qua thông tin báo mạng. Khía cạnh cá nhân thì em thấy là nó cũng ảnh hưởng đến mọi người, nhưng mà về cộng đồng thì em ủng hộ cái việc này. Bởi vì cái dịch này nó cũng nguy hiểm. Kể ra thì nó cũng tốt thôi, không sao cả, vì nó cũng là cái cách phòng chống chung cho mọi người mà. Để cho mọi người nó an toàn hơn, xã hội nó tốt hơn. Chứ bây giờ cứ thế này mà mọi người cứ bùng nhau ra đường là nguy hiểm. Từ ngày mai là mọi người là ở nhà hết, không ai đi đâu. Vì là nhìn chung là mình phải phục tùng theo cái chủ trương của nhà nước. Thế mà mọi cái mọi người mình đều chấp hành được thì sau này nó sẽ không xảy ra cái corona nữa. Cũng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Phải tuân thủ thôi ạ, tại vì đây là trong tình hình dịch bệnh toàn cầu như thế này thì phải chấp hành nghiêm chỉnh và đảm bảo cho mọi người sức khỏe tốt. Theo em là cách ly này là giúp cho mọi người cũng như mình được phòng bệnh, chống dịch bệnh như là chống giặc tốt hơn. Để tiến tới ngăn chặn dịch COVID-19 thì mỗi người dân phải tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Tính đến 14 giờ ngày 31 tháng 3, khu cách ly tập trung của tỉnh đã tiếp nhận 21 công dân về thực hiện nhiệm vụ cách ly. Trong số công dân về cách ly tập trung tại tỉnh có 12 công dân nữ, 9 công dân nam, chủ yếu là công dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2020. Quá trình thực hiện tiếp nhận vận chuyển công dân về cách ly được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy trình. Ngay sau khi các công dân về thực hiện nhiệm vụ cách ly tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nắm bắt thông tin từng công dân, sắp xếp nơi ăn nghỉ, tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ về y tế. Chế độ ăn uống cho các công dân trong khu vực cách ly tập trung của tỉnh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Qua đó góp phần động viên công dân yên tâm, hợp tác tốt đối với cán bộ y tế và người thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại sức khỏe của công dân trong khu vực cách ly tập trung của tỉnh đều ổn định. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được các cơ quan đơn vị tại huyện Yên Sơn tập trung thực hiện quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch, mỗi cán bộ, viên chức, cơ quan, khối dân huyện Yên Sơn hiện nay đều đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, hạn chế ra ngoài hoặc trao đổi công việc khi không cần thiết. Thì bản thân tôi đã tự ý thức được các cái biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại công sở, như là đeo khẩu trang đúng quy định, thường xuyên sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn và thực hiện trao đổi công việc thì chủ yếu là qua các hình thức online, gửi mail và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại nơi làm việc. Tất cả cán bộ, công nhân, viên chức khi làm việc được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc gần và trao đổi công việc khi không cần thiết. Nếu có biểu hiện về sức khỏe hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19, phải báo ngay với cơ quan y tế để kịp thời được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý theo quy định. Các địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không lơ là chủ quan, nêu cao tinh thần chống dịch của mỗi cán bộ đảng viên để phát hiện kịp thời, không để dịch lây lan. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên 13 thôn và đối với Ủy ban dân xã, mọi công dân đến giao dịch với Ủy ban thì chúng tôi yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt và mọi công dân đều phải rửa tay sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Từ ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc sẽ góp phần kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19. Để chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên và các tổ chức cá nhân địa phương ủng hộ vải để may khẩu trang phát miễn phí cho cộng đồng. Ghi nhận tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Xuất phát từ suy nghĩ chung tay phòng chống dịch COVID-19, là một thợ may, bà Long Thị Hằng, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đã huy động nhân công tại xưởng may của gia đình cắt may những chiếc khẩu trang và phát miễn phí cho cộng đồng.
hơn 500 chiếc khẩu trang vải đã được bà Hằng giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường để tặng miễn phí cho các hội viên và nhân dân trên địa bàn. Mình cũng là hội viên trong Hội Phụ nữ, thì mình cũng tự nguyện may để ủng hộ một số khẩu trang để cho chị em trên địa bàn, những hộ khó khăn có cơ hội để được dùng, và vì sức khỏe cộng đồng thì mình cũng mong là tất cả mọi người là giữ gìn được sức khỏe và có cơ hội để tránh được dịch bệnh. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đội Cấn đã vận động kêu gọi sự chung tay của các hội viên trên địa bàn phường tự may những chiếc khẩu trang vải. Với số lượng hơn 700 chiếc khẩu trang được Hội Phụ nữ phường nhận và chuyển đến tận tay những hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ giúp nhân dân có được khẩu trang sử dụng hàng ngày, mà thông qua hoạt động này, Hội Phụ nữ còn kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn để người dân có kiến thức trong phòng chống dịch, tự ý thức được trách nhiệm bảo vệ sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Chúng tôi cũng đã thực hiện hướng dẫn cho các cái hộ viên, và khi mà sử dụng khẩu trang thì đúng cách, và khi mà ra đường thì cũng sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách. Và hôm nay chúng tôi cũng phối hợp là hướng dẫn cho các cái hộ dân ở trên địa bàn phường thì thực hiện khai báo y tế trên phần mềm điện tử. Qua đấy thì cũng giúp cái phần mà nâng cao cái nhận thức về cái phòng chống Covid cho hội viên trên địa bàn phường. Việc làm ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian này. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, cùng với các đơn vị vận tải trên địa bàn, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan chi nhánh Tuyên Quang đã tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Cụ thể, 3 tuyến cố định mà công ty tạm dừng hoạt động là tuyến Đại học Tân Trào, thị trấn Sơn Dương, Bệnh viện Hùng Vương, thị trấn Tân Yên, thành phố Tuyên Quang, Chiêm Hóa. Tại các điểm chờ xe buýt, công ty đã dán thông báo để hành khách nắm bắt được lịch nghỉ của xe. Là nhân viên của công ty, chúng tôi cũng nhận được thông báo nghỉ việc không lương. Nó cũng ảnh hưởng đến thu nhập của chúng tôi. Tuy nhiên, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Đến khi có thông báo, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại làm việc bình thường. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan chi nhánh Tuyên Quang hiện có 25 đầu xe, trung bình mỗi ngày chạy 80 lượt. Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ảnh hưởng đến doanh thu của công ty và thu nhập của người lao động. Nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và ngành giao thông vận tải về đợt cao điểm phòng chống dịch. Trong thời gian tạm nghỉ này, công ty đã tập kết xe về bãi đỗ và tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng. Ngay từ ngày 28 tháng 3, đã lập tức ra những thông báo chỉ thị đến tất cả nhân viên trong công ty về vấn đề tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời là ban lãnh đạo công ty đã họp đến quyết định là phải tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe buýt trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang. Sau 2 tuần của đợt cao điểm phòng chống dịch này, nếu tình hình dịch bệnh có thể ổn định trở lại, mức độ lây nhiễm giảm sút thì công ty tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa xe hoạt động trở lại phục vụ hành khách trên địa bàn. Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc, giãn việc. Các giải pháp đã được thực hiện nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất và đời sống người lao động. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiếu lao động kỹ thuật, người nước ngoài, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Vải tạm ngừng việc 10 ngày trong tháng 3 này. Trong thời gian tạm ngừng làm việc, người lao động tại đây được hưởng lương bằng mức lương tối thiểu vùng. Cũng do tác động của dịch, 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phải cho lao động ngừng việc, giãn việc, song quyền lợi cho người lao động vẫn được đảm bảo. Hiện nay trên địa bàn có 5 doanh nghiệp mà đã phải cho lao động nghỉ, giãn cái thời gian hoặc là tạm nghỉ trong một thời gian nhất định. Do khó khăn của dịch bệnh về các cái nguồn khác nhau, có thể là do về cái nguyên vật liệu đầu vào, cũng có thể là do cái đầu ra tiêu thụ gặp khó khăn, cho nên là một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng. Thì tất cả các doanh nghiệp mà cho lao động nghỉ đều thực hiện cái quy định về cái tiền lương tạm dừng việc theo đúng quy định của pháp luật. Điều quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đó là bài toán duy trì sản xuất và đời sống của người lao động. Để làm được điều này, một số doanh nghiệp đã thực hiện việc bố trí cho lao động tạm ngừng việc trong thời gian ngắn hoặc luân phiên công việc nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối các nhà tuyển dụng và lao động thông qua phiên giao dịch việc làm online được đẩy mạnh
nhằm góp phần bổ sung lực lượng lao động cho các doanh nghiệp, đảm bảo quay lại ổn định sản xuất ngay khi dịch bệnh lắng xuống. Hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã thực hiện trên cái trang web của trung tâm ấy, là cái chuẩn bị sẵn tất cả những cái thông tin về cái các cái doanh nghiệp mà có sử dụng lao động, thì để cho người lao động không cần phải đến các trung tâm mà trên cái trang thông tin điện tử của tỉnh cũng như của Trung tâm Dịch vụ Việc làm có thể biết ngay được cái tình hình sử dụng lao động cũng như cái nhu cầu của doanh nghiệp, và sau khi ổn định quay trở lại sản xuất thì doanh nghiệp có thể tiếp cận ngay cái thông tin đó, đặc biệt là đối với lao động mà bị thất nghiệp ở các cái tỉnh thành phố khác trở về địa phương. Để hạn chế những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và việc làm đối với người lao động do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động trao đổi với khách hàng, tập trung khai thác nguồn nguyên liệu, phụ liệu trong nước hoặc từ các nước khác để thay thế nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Đó là cách để duy trì hoạt động và đáp ứng các đơn hàng đã ký kết và duy trì việc làm thu nhập cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tinh giản nội dung chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 để thực hiện trong tình thế trước mắt khi năm học đang phải gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang. Trước hết xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai cái việc tinh giản cái chương trình học như thế nào và cắt bớt một số bài trong chương trình hay là lược bỏ các cái đơn vị kiến thức để giảm độ khó thường. Trước cái tình hình diễn biến của dịch do COVID hiện nay thì cái việc tinh giản nội dung dạy học là rất quan trọng. Tôi phải khẳng định là không có cắt bỏ các bài mà là tinh giản nội dung dạy học. Tinh giản những cái nội dung mà nó thuộc cái dạng kiến thức vận dụng cao, tức là kiến thức rất khó đối với học sinh mà nó vượt ra ngoài chương trình thì những phần đó sẽ tinh giản. Cái phần thứ hai là những cái kiến thức trùng lắp giữa các cái môn học với nhau hoặc là giữa các bài trong cùng một môn học, thiết kế lại các cái nội dung dạy học theo chủ đề, tức là không dạy học theo từng bài, từng tiết riêng lẻ, vẫn đảm bảo được cái kiến thức chuẩn, cái khung chương trình của từng lớp học, từng môn học. Vậy với học sinh cuối cấp học chuẩn bị phải chuyển cấp, đặc biệt là những học sinh sẽ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 và thi Trung học phổ thông quốc gia thì việc giảm tải sẽ thế nào? Và việc giảm tải này thì có ảnh hưởng ra sao đến việc tổ chức kỳ thi ạ? Chúng ta hoàn toàn yên tâm là về căn bản không ảnh hưởng đến cái chất lượng dạy học. Bởi vì cái việc này không phải bây giờ Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ đạo. Và học sinh cuối cấp cũng như học sinh các lớp khác thì không chỉ là các em vẫn đảm bảo được cái kiến thức cơ bản mà các em có thể chuyển cấp một cách bình thường. Và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của chúng ta thì cái việc tinh giản các cái nội dung dạy học đối với các cấp học từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông thì đã thực hiện rồi. Và tháng 9 năm học này, tức là tháng 9 2019 vừa rồi thì đã thực hiện với cả cấp tiểu học nữa, trên việc các cháu thi chuyển cấp là không ảnh hưởng gì bởi vì việc này đã được thực hiện vài năm trước. Vậy bên cạnh cái việc giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo thì các nhà trường có thể tiếp tục chủ động để thực hiện việc tinh giản nữa không thưa ông? Việc giảm tải này chính là thực hiện tại các trường và Sở Giáo dục chỉ là đơn vị thẩm định cái nội dung giảm tải thôi. Cho nên là việc này đã thực hiện ở các trường. Cho nên là trước tình hình dịch bệnh hiện nay thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo các trường vậy tiếp tục rà soát lại một lần nữa để xem những phần nào, nội dung nào có thể tiếp tục giảm tinh giản được. Các nhà trường sẽ tiếp tục đề xuất để Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và tổ chức thực hiện ngay trong cái dịp này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay, 51 ca có yếu tố dịch tễ được lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 3, toàn tỉnh có 217 trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó 63 trường hợp có kết quả âm tính, 151 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi là 423 trường hợp, trong đó 189 trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, 47 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 187 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú do đi về đến từ vùng dịch trong vòng 14 ngày. Hiện tất cả các trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường. Những trường hợp này đều được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định.
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, kiên quyết chống chạy chức chạy quyền. Đó là nội dung nổi bật tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Các điểm cầu đều đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo, số lượng người không dự quá 20 người mỗi điểm cầu. Sau khi đại biểu các địa phương thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần điều chỉnh lại phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo phù hợp với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trang trọng, kịp thời theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trực tuyến, giảm thiểu thủ tục hành chính, nhất là giảm tập trung đông người, thực hiện nắm chắc tình hình, báo cáo chính xác kịp thời, phát hiện, cách ly nhanh, điều trị tích cực, không để dịch bệnh lây lan. Tập trung xây dựng phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ tới với tinh thần phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm liên quan đến công tác nhân sự, đánh giá cán bộ và tình trạng chạy chức chạy quyền, coi trọng công tác đánh giá cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, nhiều chiều, chuẩn bị phương án phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị thật tốt cho công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở và một số nội dung quan trọng khác. Trong khi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục gia tăng, châu Âu đang là ổ dịch lớn nhất của thế giới. Trong đó đáng lo ngại là số nhân viên y tế nhiễm bệnh cũng tăng lên hơn 20.000 người. Tây Ban Nha đã báo cáo khoảng 6.400 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này trên 87.900 trường hợp. Điều này có nghĩa Tây Ban Nha hiện đã vượt qua Trung Quốc về số lượng ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 3 sau Mỹ và Italia. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết có 14% trong tổng số các ca nhiễm bệnh là các nhân viên y tế, chủ yếu tập trung ở Madrid và Catalan, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước. Những khu vực này phải đối phó với số lượng bệnh nhân nghiêm trọng ngày càng tăng, với số lượng nhân viên y tế ngày càng giảm. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha ngày hôm qua cho biết chính phủ đang nghiên cứu các bước đi để giảm bớt gánh nặng như chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng đến bệnh viện ở các khu vực ít bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Italia, số nhân viên y tế nhiễm COVID-19 khoảng 9.000 người. Liên đoàn bác sĩ Italia cho biết có khoảng 63 bác sĩ đã tử vong vì virus. Liên đoàn đã ban hành một tuyên bố yêu cầu chính phủ cung cấp cho tất cả các bác sĩ khẩu trang y tế và xét nghiệm virus thường xuyên. Nhật Bản ngày hôm nay đã đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ khác khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày hôm nay cho biết nước này đã bổ sung Mỹ, Canada, Trung Quốc và Hàn Quốc, cũng như Anh và Hy Lạp, bao gồm hầu hết các nước châu Âu cấm nhập cảnh vào nước này. Danh sách cập nhật bao gồm tổng cộng 73 quốc gia vùng lãnh thổ bao gồm châu Phi, Nam Mỹ và một phần của Trung Đông. Người nước ngoài đã đến bất kỳ khu vực nào trong 14 ngày sau khi đến Nhật Bản sẽ không được phép nhập cảnh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tăng cảnh báo du lịch 49 quốc gia và vùng lãnh thổ này lên cấp 3, kêu gọi công dân Nhật Bản tránh đi du lịch tới đây. Công dân Nhật Bản đang được cảnh báo không thực hiện bất kỳ chuyến đi không thiết yếu nào đến những nơi như vậy. Ngân hàng Thế giới ngày hôm nay dự báo kinh tế Trung Quốc có thể ngừng tăng trưởng vì đại dịch COVID-19, trong khi Đông Á có thể có thêm 11 triệu người nghèo. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới dự báo về tác động của COVID-19 ở Đông Á-Thái Bình Dương, cho dù viễn cảnh khả quan nhất, mức tăng trưởng kinh tế tại khu vực này sẽ sụt giảm mạnh. Trong đó, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăng trưởng 2,3% sau khi đạt 6,1% trong năm ngoái. Chỉ hai tháng trước, các chuyên gia tại Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm nay có thể đạt 5,9%, mức thấp nhất kể từ năm 1990. Báo cáo mới nhất đưa ra dự báo xấu hơn dựa trên hoạt động sản xuất tại Trung Quốc sụt giảm mức kỷ lục trong tháng 2. Sáu mươi giây cập nhật.
Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa có công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ký gửi chánh án Tòa án Nhân dân các cấp, chánh án Tòa án Quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, hướng dẫn xác định tội danh theo quy định của Bộ Luật Hình sự, người biết mình mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly có một trong các hành vi sau đây. Gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, quy định tại điểm C khoản 1 điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295. Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 và một số nội dung hướng dẫn cụ thể khác. Thực hiện chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 857 ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện cao điểm phòng chống dịch COVID-19 để hạn chế việc tụ tập đông người, kể cả trong trụ sở các đơn vị chức năng giải quyết thủ tục liên quan đến công dân, phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, các đơn vị công an toàn tỉnh tạm ngừng tiếp nhận thủ tục cấp hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú gồm nhập khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú, nhập khẩu, lập hộ, chuyển hộ khẩu, điều chỉnh bổ sung thông tin trong sổ hộ khẩu và cấp sổ hộ khẩu. Trường hợp đặc biệt thật sự cần thiết, cấp bách phải viết đơn nêu rõ lý do và có xác nhận của công an cấp xã. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang cũng xin được khép lại tại đây. Ngay sau đây là những thông tin về tình hình thời tiết tại các địa phương trong tỉnh và xin kính chào tạm biệt. Tin không khí lạnh, đêm nay 31 tháng 3 và ngày mai 1 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu và lệch đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4 năm 2020, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, độ ẩm trung bình 85-95%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, độ ẩm trung bình 85-95%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông đến đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ, độ ẩm trung bình 85-95%.